Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em nha. Đây là Samsung Galaxy S7 của anh khách gửi cho em ha. Thì ở đây là máy mình đang chạy phiên bản Android 8 thôi. Con này cũng khá là mới. Thì anh khách gửi cho em nhờ nâng cấp lên cái phiên bản Android 14, sử dụng cái ROM không phải là ROM của Samsung ha. Thì video này em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách nâng cấp lên. Máy này là máy Hàn Quốc ha, của SK Telecom. Rồi bây giờ để nâng cấp lên thì mình sẽ vào ở trong cái mục cài đặt, chọn lên cái mục thông tin thiết bị. Trong đây thì mình sẽ chọn lên cái mục thông tin phần mềm. Ở đây mình sẽ nhấn giữ nhiều lần lên cái mục build number này, khi nào nó hiện lên là bạn đó là nhà phát triển thì mình sẽ quay trở lại. Và sau đó mình sẽ thấy cái mục tùy chọn nhà phát triển ở đây, mình sẽ mở nó lên. Ở đây thì mình sẽ bật chế độ OM Unlock lên nha. Máy nó bật sẵn rồi, thì ở đây em không bật nữa. Còn nếu mà anh chị chưa bật thì mình phải bật lên, để máy của mình có thể cài đặt cái TWRP. Cái này là gọi là Unlock Bootloader á. Rồi mình sẽ đóng lại. Tiếp theo thì mình sẽ đưa máy về chế độ Download Mode để mình nạp cái TWRP vào. Thì để đưa về chế độ Download Mode thì mình sẽ tắt nguồn cái sản phẩm này đi. Sau khi tắt nguồn rồi thì mình sẽ nhấn giữ giúp em 3 phím nguồn, home và giảm âm lượng, 3 phím này cùng một lúc nha. Nhớ là 3 phím này, mình sẽ nhấn giữ 3 phím này. Rồi, do là máy Hàn nên nó sẽ hiện lên tiếng Hàn Quốc ha. Sau đó mình sẽ bấm phím tăng âm lượng để mình đưa nó vào chế độ TP. Chế độ này là chế độ Download Mode. Máy này thì chưa có root ha, nên cái void này nó chưa có nhảy. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ nạp cái TWRP vào, sau đó mình sẽ nạp cái ROM khác vào ha. Ở đây em sẽ cắm cái cáp vào. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện ở trên máy tính nha. Trên máy tính thì anh chị và các bạn sẽ chuẩn bị giúp em, đây là cái ROM Lingard OS Android 14, Nitger App, TWRP dành cho cái dòng S7, Ozone và Samsung Driver. Thì nếu anh chị và các bạn nào mà chưa có cài đặt cái Samsung Driver thì mình sẽ cài đặt cho em ha. Còn em đã cài đặt rồi nên em sẽ không có cài đặt nữa. Tiếp theo mình sẽ mở cái Ozone lên. Link thì em sẽ cung cấp dưới phần mô tả hết ha, anh chị và các bạn có tải về. Đây là cái Ozone, này nhận cổng cơm rồi, là có Driver rồi ha. Điều đầu tiên thì mình sẽ vào cái mục Option này. Mình sẽ bỏ cái dấu Auto Reboot. Nhớ là phải bỏ cái dấu này nha. Rồi mình sẽ chọn lên AP Desktop. Thì đây nó sẽ có cái TWRP của S7 nè. Mình sẽ đưa nó vào. Tiếp theo thì anh chị và các bạn sẽ nhìn ở trên điện thoại và màn hình máy tính ha. Đó, trên màn hình máy tính thì đây, em lấy nét cho anh chị thấy. Ok, bây giờ mình sẽ bấm Start để nó nạp cái TWRP này vào ha. Nếu mà nó hiện lên cái chữ Pass ở đây á thì nạp thành công, còn nó Fail thì mình sẽ phải kiểm tra lại nha. Đây, nó Pass rồi. Thì đối với này thì khi nó nạp xong rồi nó sẽ đứng ở đây, tại vì mình đã tích bỏ cái dấu Auto Reboot rồi. Thì để khởi động lại á thì mình sẽ nhấn giữ phím nguồn và phím giảm để cho nó khởi động lại. Khi mà nó khởi động lại xong rồi á thì mình sẽ nhấn giữ phím nguồn, home và phím tăng âm lượng để nó vào chế độ TWRP nha. Bây giờ em sẽ nhấn giữ nguồn giảm nè, nhấn giữ khoảng 7 giây thì nó sẽ khởi động lại. Rồi sau đó mình sẽ chuyển sang nguồn, home, tăng. Khi mà nó hiện lên cái logo thì thả phím nguồn ra, giữ phím tăng âm lượng và phím home. Giữ một tí thì nó sẽ vào chế độ TWRP. Đó, ok. Team Win nè. Rồi, bây giờ thì trong giao diện này mình sẽ thực hiện những các bước sau đây. Ok, bước sang. Mình sẽ chọn cái mục File, Format, Yes. Rồi sau đó mình sẽ bấm này để nó sẽ format cái dữ liệu trong cái điện thoại. Quay trở về, sau đó chọn cái mục Advanced này. Thì anh chị và các bạn sẽ tích vào đây, tích System Data Cache.
tích 4 cái mục này nha. Sau đó mình sẽ chọn ngang đây. Xong rồi đúng không? Xong rồi mình sẽ quay trở về giao diện này. Thì tới đây thì mình sẽ bắt đầu copy cái Chrome, cái Chrome và cái GApp vào. Nếu mà anh chị và các bạn muốn root thì copy cái Magic rồi Plus nó kèm theo ha. Còn đây em chỉ lên Chrome thôi, không root, giữ nguyên Canox cho anh khách nên em sẽ không có root ha. Anh chị nào cần root thì cứ đưa cái Magic này vào, sau đó mình root. Khi mà mình up cái Chrome và cái GApp nó xong thì mình sẽ last luôn cái Magic thôi, đơn giản ha. Anh chị nào muốn thì cứ thực hiện như vậy thôi. Ok, khi mà nó đưa hai cái file vào rồi thì bây giờ mình sẽ thực hiện ở trên cái điện thoại nè. Sau đó mình sẽ chọn lên qua cái tab install. Ở đây thì mình sẽ thấy hai cái file mình vừa đưa vào. Đầu tiên là mình sẽ load cái Chrome. Ha, rồi. Do cái bản Chrome này nó không có những cái app Google á, thì sau khi mà load xong cái Chrome này rồi thì mình sẽ load thêm cái GApp. GApp thì em chỉ chọn cái bản core thôi, bản những cái dịch vụ cơ bản có cửa hàng Play Store thôi. Còn những cái app như là YouTube hay là Google Maps gì đó thì anh chị và các bạn có thể tải trực tiếp từ trên cửa hàng Play Store ha. Chứ em không flash chung, tại vì khi mà flash chung vậy thì nó rất là nhiều và nó có thể là gây nặng máy nha. Bây giờ đợi cho nó flash xong thôi. Xong thì mình sẽ chạy luôn cái GApp để có cửa hàng Play Store. Ok, xong rồi thì mình sẽ bấm quay lại ha. Nick GApp Core dành cho Android 14, mình sẽ chạy nó. Thì khi mà bước này chạy xong rồi, anh chị muốn root thì mình cứ load cái Magic em có cung cấp sẵn ha. Tại vì máy này không có cần root nên em sẽ không có root. Rồi ok nè, đó, bây giờ nó chạy xong rồi nè. Root thì anh chị có thể lát cái Magic, còn ở đây là em không root nên em sẽ chọn Reboot System. Rồi ok, boot cap ra. Bây giờ mình chỉ cần đợi cái máy mình nó chạy lại thôi chứ không cần gì ha. Chạy lại sau đó mình sẽ thiết lập. Rồi khi mà nó hiện giao diện vậy rồi thì mình sẽ tiến hành mình thiết lập cho nó nha. Next. Rồi tới đây thì kết nối wifi, không kết nối thì mình sẽ bấm bỏ qua. Next. Rồi bấm skip. Rồi đây là phiên bản Android 14 nha. Đó. Ok ha. Vậy là xong. Đó, cửa hàng Play Store. Rồi. Rồi ok ha, đây là Samsung Galaxy S7 nâng cấp lên phiên bản Android 14 nha. Đây link thì em sẽ cung cấp dưới phần mô tả, anh chị và các bạn nào mà có nhu cầu nâng cấp lên thì mình có thể tham khảo nha. Rồi video của em đến đây là tạm dừng. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hữu ích có thể like, subscribe, share hoặc kênh YouTube giúp em. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.